chào các em, chị đại diện cho tuyển sinh 247.com. Hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho các em cách tính điểm xét tốt nghiệp năm 2014 và điểm xếp loại tốt nghiệp năm 2014. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014 có một số thay đổi so với năm 2013, đó là thay vì thi 6 môn tốt nghiệp, các em sẽ thi 4 môn thi. Vì vậy, điểm xét tốt nghiệp năm nay sẽ có một số thay đổi. Cụ thể, điểm xét tốt nghiệp sẽ bằng tổng điểm 4 bài thi cộng với tổng điểm khuyến khích nếu có, chia cho 4. Sau đó các em sẽ cộng với điểm trung bình cả năm lớp 12, chia cho 2. Các em lưu ý điểm xét tốt nghiệp chính là điểm để các em biết được mình có đỗ tốt nghiệp hay không. Lưu ý nữa đó là điểm liệt năm nay có một số thay đổi, đó là điểm liệt sẽ bằng 1 nếu tổng điểm 4 môn thi của em đỗ tốt nghiệp nhưng có một điểm dưới 1 hoặc bằng 1 thì các em sẽ trượt tốt nghiệp. Tiếp đến đó là điểm xếp loại tốt nghiệp năm 2014. Điểm xếp loại sẽ bằng điểm trung bình 4 bài thi cộng với điểm trung bình cả năm lớp 12 chia cho 2. Các em lưu ý điểm xếp loại tốt nghiệp chính là điểm để các em biết được mình xếp loại giỏi hay khá hay trung bình. Sau khi các em đã tính được điểm xét tốt nghiệp và điểm xếp loại thì chúng ta sẽ tính xem mình đạt loại giỏi hay khá hay trung bình. Đối với loại giỏi, học lực lớp 12 của các em phải đạt loại giỏi và điểm xếp loại là 8,0 trở lên, không có điểm thi nào dưới 7. Và hạnh kiểm lớp 12 phải đạt loại tốt, tiếp đến là loại khá, học lực của các em lớp 12 phải đạt loại khá trở lên và điểm xếp loại là 6,5 trở lên, không có điểm thi nào dưới 6. Đối với hạnh kiểm thì các em phải đạt hạnh kiểm khá trở lên, còn đối với loại trung bình thì là các em có trường hợp còn lại. Để các em dễ hiểu hơn, chị sẽ ví dụ bạn Nguyễn Hoàng Anh năm nay thi có tổng điểm 4 môn thi là 32 điểm. Ví dụ điểm xét tốt nghiệp của bạn ấy sẽ là 32 điểm cộng với điểm khuyến khích. Điểm khuyến khích của bạn là 2, 32 cộng 2 chia cho 4 cộng với điểm trung bình năm lớp 12 là 7,5, tất cả chia cho 2 và ra điểm xét tốt nghiệp của bạn ấy bằng 8. Điểm với điểm 8 thì bạn ấy đã đỗ tốt nghiệp. Tiếp đến là điểm xếp loại tốt nghiệp bằng điểm trung bình của 4 môn thi cộng với điểm trung bình cả năm lớp 12 chia cho 2 thì bạn Hoàng Anh sẽ được 7,75 điểm. Với mức 7,75 điểm, bạn ấy đạt loại khá. Các em lưu ý, thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014 dự kiến ngày 13 tháng 6 năm 2014 sẽ công bố trên trang điểmthi.tuyểnsinh247.com. Các em truy cập trang điểmthi.tuyểnsinh247.com để tra điểm thi nhanh và chính xác nhất. Sau khi các em đã biết được điểm thi của mình rồi, các em cần gấp rút ôn luyện thi đại học. Các em truy cập trang tuyểnsinh247.com để ôn luyện thi đại học miễn phí. Chị chúc các em đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2014. Hẹn gặp lại các em trong chương trình tư vấn tiếp theo.